Trên đường đi từ Viên đến Gianburg có hai danh lam nổi tiếng châu Âu là hai tu viện cổ đẹp và lớn nhất ở Áo. Hôm nay Travel EU sẽ giới thiệu cho các bạn tu viện lớn thứ hai nhưng là một trong các tu viện cổ nhất ở Áo là tu viện nhà thờ Kreuzmünster nằm ở trong thị trấn cùng tên và được thành lập vào năm 777 ở về phía tây vùng Thượng Áo và cách thủ đô Viên 195 km và đi ô tô đến đó hết khoảng 2 giờ. Tác giả là kiến trúc sư Pietro Francesco Carlone, kiến trúc sư người Áo, nhà thờ tu viện Kreuzmünster. Được thành lập vào năm 777 bởi công tước xứ Bavaria Tassilo III. Theo truyền thuyết, Tassilo đã cho xây tu viện tại địa điểm nơi con trai ông, Gander, bị chết vì bị một con lợn rừng tấn công trong một chuyến đi săn. Các giám mục đầu tiên đến từ vùng Hạ Bavaria, việc lập tu viện được sự ủng hộ hào phóng từ người sáng lập Tassilo III cũng như các đời vua Charlemagne của Vương quốc Frank. Vị thế và danh tiếng của tu viện nhanh chóng trở nên nổi tiếng đến mức các tu viện trưởng khi không có giám mục giáo phận có quyền thực hiện các quyền giám mục. Vào thế kỷ thứ 10, tu viện đã bị phá hủy bởi một cuộc đột kích của người Hungary, và tài sản tu viện bị chia sẻ cho công tước xứ Bavaria, các quý tộc và các giám mục. Tuy nhiên, sau đó tu viện đã được trùng tu và khôi phục lại, dưới thời Hoàng đế Henry đệ nhị khi Sên Gotthard trở thành tu viện trưởng. Kreuzmünster cùng với các tôn giáo khác sau đó rơi vào tình trạng suy tàn. Nhờ giám mục Onman ở Passau, người đã đưa một cộng đồng công giáo đến từ Gottisau, tu viện đã hồi sinh và các cải cách Benedict được áp dụng khôi phục lại truyền thống tu viện, khuyến khích nghệ thuật và chăm sóc cho người nghèo. Sau đó, Kreuzmünster lại trở thành một trong những tu viện phát triển hưng thịnh nhất. Tu viện nổi tiếng và đã thu hút các học giả lỗi lạc đến Kreuzmünster, nơi một số tác phẩm lịch sử quan trọng đã được viết ở đây, bao gồm lịch sử của các giám mục Passau và các công tước của Bavaria, và biên niên sử của chính tu viện. Nội thất nhà thờ Abi từ thời kỳ cải cách trở đi, một loạt các tu viện trưởng có khả năng đã giữ cho tu viện đi đúng hướng. Tu viện trưởng Gregor Lechner, năm 1543 đến năm 1558, vào giữa thế kỷ 16, đã biến trường tu viện trước đây của tư nhân thành một trường công lập và đã làm nhiều việc để bảo tồn đạo công giáo tin lành. Đặc biệt là tu viện trưởng Urquhart năm 1613 đến năm 1639 đã đưa tu viện trở nên cực thịnh và ông được coi như là người sáng lập thứ ba của tu viện. Danh tiếng của tu viện là nơi nghiên cứu và học tập vẫn còn được nâng cao hơn nữa dưới thời người kế nhiệm của ông là Placid Bukauer năm 1644 đến năm 1669. Trong số các vị tu viện trưởng ở thế kỷ 18, người nổi bật nhất là Alexander Fischler Müller năm 1731 đến năm 1759, người đã xây dựng đài thiên văn vĩ đại, xây nhiều con đường trong khuôn viên tu viện, và là một người gây dựng quỹ và làm từ thiện nhiều cho người nghèo. Cháu trai của ông là Placidus Fischler Müller, là nhà thiên văn học đầu tiên tính toán quỹ đạo của sao Thiên Vương, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc đài thiên văn. Vào cuối thế kỷ 18, chính sách của Hoàng đế Joseph II đối với các cơ sở tôn giáo của đế chế thay đổi, vua đã dọa đóng cửa Kreuzmünster. Nhưng may mắn cuối cùng tu viện đã thoát được và tiếp tục tồn tại. Tu viện chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc chiến tranh thời Napoleon. Việc khôi phục danh tiếng sau đó diễn ra chậm chạp mãi cho đến thời của tu viện trưởng Thomas Mittendorfer năm 1840 đến năm 1860, tu viện mới lấy lại được danh tiếng trước đây, khôi phục cơ sở vật chất, phục hồi học tập và lập lại kỷ cương. Một trong những vị tu viện trưởng lừng lẫy nhất trong thế kỷ 19 là John Colestin Gangobauer, ông mất năm 1889, người đã tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm thành lập vào năm 1877. Sau đó ông đã trở thành tổng giám mục Viên năm 1881 và sau đã trở thành hồng y giáo chủ vào năm 1884. Vào thế kỷ 20, John Leander Chesney, nhà côn trùng học xuất sắc, trở thành tu viện trưởng từ năm 1905 đến năm 1929. Kể từ năm 1625, tu viện là thành viên của giáo đoàn Áo thuộc Liên đoàn Benedict.
tu viện cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kết thúc Thế chiến thứ hai, vì tại đây, vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, chính phủ Slovakia lưu vong đã đầu hàng tướng Walter Walker chỉ huy quân đoàn 20 của quân đội 3 của Hoa Kỳ. Các công trình trong khu tu viện tháp toán học với đài quan sát thiên văn. Từ giữa thế kỷ 17, nhờ một chương trình xây dựng mở rộng chủ yếu tái sử dụng các vật liệu xây dựng cũ, cơ sở đã phát triển rộng lớn đến mức trên toàn nước Áo. Kremlinster chỉ đứng sau tu viện Mel. Kiến trúc sư và người xây dựng là Jakob Krentauer, người cũng chịu trách nhiệm về nhà thờ tu viện tại Mel. Kremlinster lớn nhất ở cánh nam, dài khoảng 290 mét, các phòng quan trọng nhất được đặt ở đây, nhà kho, thư viện và hội trường hoàng đế. Cánh phía đông trong tháp toán học cao 51 mét, nơi đặt đài thiên văn Kremlinster Sternwood có một bộ siêu tập thú vị của các đối tượng lịch sử tự nhiên ở phần sát cao 8 tầng, và một đặc điểm gây tò mò là hàng loạt bể cá được trang trí bằng các bức tượng và các hành lang cột dọc nhà thờ tu viện. Nhà thờ chính dành riêng cho Chúa Cứu Thế và Thánh Agapitus. Việc xây dựng được hoàn thành vào năm 1277, theo phong cách Romanesque cuối và Gothic đầu. Sau năm 1613, nhà thờ được tu sửa theo phong cách Baroque. Từ năm 1680 đến năm 1720, nội thất của nhà thờ được trang trí lại với những nét trang trí Baroque lộng lẫy theo các thiết kế của Carlo Antonio Carlone. Đặc biệt lưu ý là bàn thờ cao kiểu Baroque được Johann Andreas Wurz hoàn thành vào năm 1712, sau 12 năm thiết kế và chuẩn bị. Nhà thờ cũng có mộ Kander nổi tiếng, một bia đá ban đầu được đặt trước bàn thờ cao, và ở dạng hiện tại có niên đại từ trước năm 1304. Học Gymnasium. Ngôi trường tu viện đã tồn tại ít nhất từ năm 1549. Nhà thơ và nhà văn Adalbert Stifter đã từng học ở đây, ngày nay, các tu sĩ vẫn làm việc trong lĩnh vực giáo dục và duy trì trường học cũng như chăm sóc các dịch vụ tâm linh. Trường có sân thể thao lớn để chơi bóng và tennis, thư viện. Thư viện tu viện tráng lệ được xây dựng từ năm 1680 đến 1689, cũng bởi Carlo Antonio Carlone. Đây là một trong những thư viện lớn của Áo và chứa khoảng 160.000 sách, bên cạnh 1.700 bản thảo và gần 2.000 sách cổ Incunabula. Cuốn sách có giá trị nhất là Codex Millenarius, một cuốn sách phúc âm được viết vào khoảng năm 800 tại tu viện Monidici kho báu. Vật phẩm nổi tiếng nhất trong kho bạc của tu viện là Tassilo Chalice, được người sáng lập Tassilo III tặng cho tu viện, đó là chiếc cốc bằng đồng và bạc mạ vàng cao 25,5 cm, nặng 3 kg và chứa 1,75 lít, được tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 768 năm 769 đến năm 788, có thể ở Monidici hoặc Gianburg. Hai chiếc chân nến Tassilo ban đầu được cho là được làm từ vương trượng của Tassilo, nhưng ngày nay được công nhận là tác phẩm của giữa thế kỷ 10. Tassilo Chalice, chân nến và Codex Millenarius vẫn được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo cho đến ngày nay, mặc dù chỉ trong những dịp đặc biệt. Vào tháng 3 năm 2010, một số linh mục đã bị đình chỉ vì những cáo buộc nghiêm trọng. Tu viện cho thuê ao, hồ để nuôi cá bao gồm hồ Ami, các phần của Am và Crum và 4 bể cá lớn ở Kremlinster với diện tích khoảng 20 hecta. Vào đầu tháng 11, các hồ ao này được Hiệp hội Thủy sản Bang Thượng Áo đánh bắt cá. Tu viện nhận được 1.600 kg cá, ngoài ra có khoảng 2.000 kg cá chép được mua từ người thuê để tu viện có đủ cá chép Giáng sinh cho khách hàng và nhu cầu của họ. Để đảm bảo chất lượng hoàn hảo của cá chép, chúng được giữ trong nước hồ tinh khiết trong lạnh cá trong 6 tuần để phân hủy chất béo và mùi đất. Thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, cá hồi tươi, cá hồi nâu và cá hồi vân có bán sẵn trong vườn ươm của tu viện. Tu viện có kinh doanh nhà hàng và cửa hàng bán các đồ bưu thiếp, nến và hương, sách đức tin và tôn giáo, nấu ăn và thiên nhiên, nghệ thuật và du lịch honey, mỹ phẩm thiên nhiên tốt cho sức khỏe, khoáng chất và mặt đá dây chuyền.